Không biết mình nói là thôi em nhớ là đi với anh không để ý. Chịu khó rửa mặt cho con không thì sợ nó viêm nhiễm lại hỏng mắt đấy. Sáng nay thì em sáng nay chị không. Sẽ hỗ trợ sang xe cho em trong quá trình đưa các bệnh nhân đi đi lại. Còn về chuyện mức là đây chỉ có lò nhỏ. Sáng thứ ba xuống sớm rồi ở đây thì 5:30 mình xuống thì phải đi xe từ phía anh có xe không? Để đủ có để cho mò chờ nghĩ nó đủ cũng được chọn quá là mà đấy là mà mình gọi là không được chỉ nhau cái đất quá lắm mà nhiều khi nó thành gần anh nghĩa say đấy cái nhà chú nghĩa say gần nhà bốn thế đấy 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 gần đấy lên trên một xíu nữa đó là đến bốn tuyển thịt bò thì gọi điện cho em là thấy nhà em luôn đó thì đi lại ăn uống các thứ thì không lo đâu nhá gia đình cứ chuẩn bị quần áo thơm tho tắm rửa sạch sẽ đi thôi chưa biết được mình phải xuống đấy để người ta khám xem như thế nào đã còn nếu mà phải người ta bảo phải nằm điều trị thì mình phải ở thôi. Đây là cứ chuẩn bị 1-2 bộ quần áo đi. Còn nếu mà hôm đấy mà người ta khám người ta các thứ xong hết người ta bảo là cái này phải đi Hà Nội thì trước mắt là mình sẽ về đã để em tiếp tục kêu gọi tiền nếu mà đi Hà Nội ví dụ mà can thiệp bằng phương pháp nào đấy hay là mổ hay là gì đấy thì mình sẽ trước mắt là về đã bởi vì chưa có tiền nhiều thì chưa thể đi được. Bây giờ mình xuống Hà Giang là mình sẽ cho các bác sĩ người ta khám xem là mắt thì làm sao. Thứ hai là có chữa được hay không. Thứ ba là chữa thì hết bao nhiêu thì mình mới biết. Trước mắt là sẽ như thế. Thì đi hôm đấy sẽ đi sẽ có đông người, không phải mỗi mình hai bố con đâu. Sẽ có thêm mấy người nữa đi cùng một chuyến xe luôn để một chuyến xe mà hỗ trợ chữa được nhiều người luôn. Đó. Thì hôm nay cháu Hiệp lên đây để thông tin tới gia đình cũng như là vợ chồng anh Sử được biết là cái lịch anh em mình sẽ là thứ ba tuần tới này sẽ đưa các bé xuống Hà Giang để đi khám mắt đó để xem là nó bị sao, thứ hai là chữa được không, thứ ba là chữa bao nhiêu tiền. Thì nếu như mà phải nằm viện thì hai bố con sẽ nằm lại viện để mà theo dõi, cháu Hiệp sẽ đi về tiếp tục kêu gọi tiền. Còn nếu như mà khám xong bác sĩ bảo ca này phải đi Hà Nội để mà phẫu thuật hay gì đấy thì anh em mình cũng sẽ tạm thời vẫn phải về đã để mà tiếp tục kêu gọi tiền hỗ trợ cho bé để có kinh phí. Tuy nhiên thì từ cái video này phát sóng cho đến khi mà đi Hà Nội hay là đi Hà Giang thì cũng rất mong mọi người sẽ cùng nhau chung tay đóng góp tiền không chỉ cho bé Chía mà còn cả bé Dính nữa. Bé Dính hôm nọ cũng có một bé cũng về nhờ em thì mắt cũng mù hai mắt luôn, 13 tháng tuổi thôi. Thì cái hai cái nhỏ nhỏ đen đen này thì nó lại là màu trắng luôn, cũng mù không nhìn thấy gì. Bé mình thì 12 tuổi còn bé kia là 13 tháng, bé quá. Nếu mà đi thì khả năng là đi một người mẹ hoặc là bố hoặc là chú sẽ đi cùng, nhưng mà chắc là mẹ đi cùng vì mẹ cũng nói được tiếng phổ thông một tí. Phát hiện từ lúc 3 tháng tuổi rồi nhưng mà cũng không có tiền. Bố thì bảo luôn là ai mà đưa con đi khám với mẹ nó đi khám thì về thì ta không lấy nó, chúng mày phải lấy nó thế là không cho đi khám. Nên bây giờ lớn thì vẫn bị đau, bị như thế, bị mắt mù, có nhìn thấy gì đâu. Còn đối với Chía nhà mình thì cũng chưa biết là mù hẳn hay như nào, có lúc thì bảo được, có lúc thì không được, nó như kiểu là rất là khó. Lúc nãy em đèo bảo hôm nay chú mặc áo gì là không biết, không nhìn thấy. Thế chứ thì như thế nhá, anh chị cứ sắp xếp thời gian và sắp xếp công việc thì đúng sáng thứ ba sớm xuống rồi, đấy là việc gia đình, cứ tắm rửa sạch sẽ quần áo thơm tho là mình đi thôi.
nhé. Cháu Hiệp cũng cảm ơn các cô chú anh chị, gia đình chị Linh như là cô chị anh Đào và Vân Anh. Trước mắt trong video này là các cô các chị đã hỗ trợ kinh phí để cho bé Chía đi khám đã. Anh em mình sẽ đi thẳng luôn tuyến tỉnh chứ không ở tuyến huyện nữa, bởi vì ở đây thì mọi thứ người ta cũng chỉ hỗ trợ đo xem là cận hay là bị gì thôi, và mình cứ phải xuống tuyến cao nhất để mà xem là bị gì, sau đó là có những cái biện pháp hỗ trợ. Thì liên tục anh em mình vẫn nhận hỗ trợ như là kêu gọi tiền để cho các bé có cơ hội tìm lại ánh sáng, bởi vì tương lai còn rất là dài. Do vậy mà mong rằng mọi người xem được video này, nếu như không hỗ trợ được giúp cháu Nghiệp bấm một lượt chia sẻ, để biết đâu đấy rằng là cái lượt chia sẻ của mọi người cũng sẽ là cái cầu nối để giúp cho các bé có cơ hội được tìm ánh sáng. Còn bây giờ thì anh em mình chắc là cũng đi về đây, bởi vì là cũng còn rất nhiều công việc nữa. Hôm nay lên đây để chốt lịch đưa bé Chía đi Hà Giang khám, và gia đình cũng sẽ có cái chủ động thời gian và chuẩn bị quần áo các thứ để đi nhé. Không phải lo vấn đề gì cả, cứ thế mà đi thôi. Thì khi nào mà chữa được khỏi cho bé rồi, lúc đấy anh em mình tính sau đúng không? Anh em mình thì hàng xóm láng giềng nơi chứ có gì đâu. Nhá, bây giờ bọn em đi về đây. Được rồi, em còn có nhiều việc nữa thì em không có thời gian ở lại. Hôm nào chưa khỏi mắt em bé đã, rồi lúc đấy mình vẫn có vấn đề gì đâu. Nhá, mọi người cứ làm nhá, anh nhá, các chú nhá. Ôi, xin phép chào cả nhà đây. Đi về đây. Em lên chơi. Được rồi, hôm nào em lên sau. Đấy. Cái đồn nhá, chào cả nhà nhá. Vâng. Em về đây chị ơi. Đây em bận thì em về trước. Hôm nay nói với chồng rồi, không biết chị nghe chưa, nhưng mà sáng thứ ba nhé là bố sẽ đưa em bé đi cùng em sẽ đèo đi. Sáng thứ ba đi khám xem là có chữa được không, và hết chữa thì hết bao nhiêu tiền thì mới biết được, chứ không thì bây giờ mình mất đi cơ hội thì sợ sau này không ai giúp nữa thì lúc đấy bé sẽ bị mù cả đời thì cũng khó lắm nhé. Tiền được rồi, em bận thì em về trước đây. Tiền thì hiện tại là các cô các bác hỗ trợ được 3.6 triệu rồi nhé. Mình cứ đi thôi. Chía nhá, chào nhá. Chào chú. Bỏ chi bỏ hả? Bỏ tôi chim mê gì bỏ hả? Không thấy. Rồi ngoan lắm, chào chú là được. Vâng, em về luôn đây. Vâng. Vâng. Vâng.